Shop Hàng Nhập Nội Địa xin tiếp tục lên sóng một con máy hút ẩm phục vụ các bác, một con của hãng Hitachi. Cái dòng máy này thì được cái là hút rất là khỏe, chạy êm, thiết kế gọn đẹp, giá thành cũng vừa phải trong phân khúc. Con này thì công suất hút của nó là 16 lít một ngày, điện 220V, giao diện bằng tiếng Anh hết ạ, sản xuất tại Nhật, Made in Japan hết. Một con máy của hãng Hitachi rất là ngon. Đấy. Hình thức rất là đẹp các bác nhé, nguyên bản. Trên thị trường thì có rất là nhiều hãng Panasonic, Mitsubishi, Hitachi, Sharp. Các bác nào cảm thấy yêu thích hãng nào thì các bác alo lấy thôi. Nhưng còn bảo hãng nào tốt hơn hãng nào thì thật sự một câu nó trả lời cũng rất là khó. Đây là con này là hút là 16 lít một ngày các bạn này. Made in Japan. 230W rất là tiết kiệm điện nặng. 12 kg, 12,5 kg play khu vực dàn lạnh các bác nhé. Này, dàn lạnh còn rất là mới này, nhìn trắng tinh như mới luôn. Dàn lạnh trắng tinh như mới các bạn. Đấy. Một con máy của hãng Hitachi. Có đèn trang trí rất là đẹp này. Các cái chức năng đảo gánh gió này, tốc độ quạt nhanh chậm, turbo, hút tự động này, hút chỉnh tay, chế độ monitor này là chế độ lọc không khí, nhưng mà bọn này nó không có màng đâu, nó có làm thừa, hẹn giờ tắt thôi nhé. Một con máy có đèn này, bên em đã test ok rồi, em để số 1, công nghệ nano titanium khử khuẩn. Đây. Con của hãng Hitachi. Đây là khu vực bình nước, bình nước thì đã test chạy ngon lành rồi. Bình nước này chắc được khoảng tầm 3 lít áng áng vậy thôi, còn không chắc chính xác. Đấy. Còn của hãng Hitachi rất là đẹp, các bạn nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Giá con này bán là 3,6 triệu chi phí vận chuyển, ship hàng toàn quốc nhưng không bao ship. Chào các bác.